Phước Long còn có tên gọi khác là chùa Châu Đốc Ba, tọa lạc trên cù lao Long Bình giữa sông Đồng Nai, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Để đến đây, bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để đến chùa Hội Sơn. Sau đó chúng ta di chuyển xuống bến phà. Từ bến phà sẽ di chuyển đến chùa, khoảng 15 phút đi trên sông Đồng Nai. Chùa được xây dựng vào năm 1965 thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông. Khi ấy, chùa là mái nhà tranh vách đất. Các hạng mục như hiện nay chủ yếu được xây dựng trùng tu năm 2009 trên diện tích rộng 1,5 hectare. Khuôn viên chùa như một vườn tượng, tượng Quan Âm bằng đá ở chính giữa hồ nước, bao quanh bởi những con rồng. Ở vị trí trung tâm chùa Phước Long là chánh điện dài 80m, rộng 25m, diện tích 2.000m², được thiết kế với vật liệu chủ yếu là 1.500 khối gỗ trong 3 năm. Bên trong chánh điện gồm 3 gian với kết cấu chính là gỗ, màu nâu gụ của gỗ, các cột kèo, mái sơn son thiếp vàng, càng làm không gian thêm phần cổ kính. Kiến trúc gỗ của các cây cột, kèo, cánh cửa đến tượng Phật được các nghệ nhân nổi tiếng đến từ Huế chế tác tỉ mỉ. Vào những ngày lễ quan trọng như rằm tháng Giêng, lễ Vu Lan thì khách hành hương rất đông, nhà chùa có chế biến rất nhiều các món chay phong phú miễn phí tiếp khách. Nếu bạn muốn ăn ngoài thì cạnh bờ sông có rất nhiều quán ăn dành cho bạn lựa chọn. Con năm con. Mọi người ơi, thả chim đây mọi người ơi. Chùa Phước Long không có nhiều sự khác biệt với những ngôi chùa khác. Có thể kể đến cổng Tam Quan, chánh điện, khu giảng đường, bảo tháp. Đặc biệt, tòa chánh điện của chùa được xây dựng vô cùng kiên cố với 3 thăng cấp. Ông sư này nó hay lắm, ông tạo từ lúc ổng hồi lúc ông còn khổ đó mà giờ ông tạo được một cái chùa lớn vậy. Yeah. Ông đưa biết tâm như công nhân, lo biết như người nha, yeah. Hay khổ không biết bắt. Chùa này giờ cái chỗ này được bao nhiêu năm rồi vậy cô? Không biết nhưng mà lâu lắm thì có tự lâu. Thế là hồi mà cô vô đây là có chùa rồi? Có chùa nhỏ lá nhỏ màu, ổng nhiều chùa lắm. Dạ. Yeah. Ổng vô ổng được vô thượng tọa gì rồi mà. Dạ. Yeah. Ổng đi nước ngoài rồi ổng nhiều độ lắm, ổng cố dân độ thế đâu cô biết. Dạ. Ổng biết người. Để tham quan miếu bà Ngũ Hành, cù lao, quý khách di chuyển theo một lối đi nằm ở đằng sau chùa. Chào mọi người nha. Cái này buổi trưa mình quay hơi bị chói nắng nên các bạn xem thông cảm nha. Di chuyển dưới hàng cây rợp bóng mát, mang dáng dấp của một miền quê yên ả, khách thập phương như được hít thở như chính ở quê nhà, nằm sâu bên trong là miếu bà Ngũ Hành. Bây giờ là đoàn sẽ rời bến, trở về đất liền.